gia đình. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tình yêu hôn nhân gia đình của Đài Phát thanh Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, với chứng bệnh xương thủy tinh, bạn Quỳnh Thanh Thảo ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên phải ở bệnh viện. Những đau đớn về thể xác, sự mệt mỏi khi chiến đấu với bệnh tật không mài mòn khát vọng được trở thành người có ích của Thảo. Những lúc không phải đi bệnh viện, Thảo dạy học cho các em nhỏ, điều hành thư viện dành cho học sinh tiểu học, trung học phổ thông, kết nối với các mạnh thường quân để có kinh phí cho các chương trình xã hội từ thiện, vân vân. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bạn Quỳnh Thanh Thảo về sống một cuộc đời có ích. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lời đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn bạn Thanh Thảo đã dành thời gian tham gia với chương trình. Chúng tôi muốn biết là bạn là con thứ mấy trong gia đình ạ? Dạ vâng, tôi chị Như Ngọc, em là con thứ hai, cũng là con út trong gia đình. Trên em thì còn một người chị gái ạ. Chúng tôi nghĩ rằng Thảo chắc chắn sẽ có một cái tuổi thơ không có được êm ái, yên bình như là tất cả các bạn trẻ khác được hưởng. Thảo chia sẻ như thế nào ạ? Dạ thưa chị Anh Ngọc, thì cũng giống như chị đã cảm nhận được, thì tuổi thơ của em không được như bạn bè cùng trang lứa. Khi bạn bè đến tuổi đi học, lô đồ tung tăng để mà cấp tốc đến trường á, thì những cái tháng ngày đó em lại quẩn quanh bên chiếc giường tre. Em cũng thèm khát lắm một lần được như chúng bạn, nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái ước mơ rất là xa xỉ. Hình như mẹ cũng cảm nhận được điều đó, nên là không bao lâu thì mẹ là người đã chỉ cho em những con chữ đầu tiên. Chị Anh Ngọc biết không, có lẽ khi mà bản thân em là người không được may mắn thì em buồn đã đành rồi. Những người làm cha làm mẹ, em nghĩ là còn buồn và cảm thấy là đau hơn mình gấp mỗi lần. Mẹ thì nói chung nhìn bề ngoài thì mẹ rất là mạnh mẽ, nhưng mà em cảm nhận được là đằng sau những cái mẹ đó, đằng sau nụ cười đó, đằng sau sự tự tin đó thì là một cái nỗi buồn rất là lớn. Bởi vì cha làm mẹ thì ai cũng muốn là sinh ra một đứa con lành lặn hay là khỏe mạnh, nhưng mà ba mẹ em lại không được như vậy. Em biết là mẹ cũng buồn lắm, thỉnh thoảng thì em bắt gặp được giọt nước mắt của mẹ, nhất là giọt nước mắt mà khi mà em một mực đòi được đi học, và em đã quyết định là tuyệt thực cả một ngày để đấu tranh với mẹ. Nhưng mà sau khi em nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, mẹ chỉ nói là không phải là mẹ không muốn cho em đi học, mẹ chỉ sợ là khi mà đến trường thì bị các bạn đồng trang lứa chạy nhảy rồi lỡ va phải vào em, hay là làm trúng em thì sẽ làm cho em bị đau, bởi vì xương của em rất là dễ gãy, chỉ cần một động tác không khéo một tí là có thể gãy bất cứ lúc nào. Sau khi mẹ nói như vậy thì mẹ khóc, và em đã cảm nhận được là em buông xuôi ở đây không phải vì em chấp nhận số phận, mà em buông xuôi bởi vì em cảm thấy là nếu em càng đấu tranh thì mẹ sẽ là người khổ và mẹ sẽ là người buồn nhất, và em không muốn mẹ buồn, em muốn là mẹ sẽ vui, nên em chấp nhận việc mình không được cấp sách đến trường. Nhưng mà bù lại, mẹ cũng đã cố gắng để mà đồng hành cùng em, để mà em và mẹ cùng nhau cố gắng để tìm đến con chữ. Tôi biết là trong cái bài viết Người gieo mầm cuộc sống cho tôi, bạn đã viết những cái dòng chữ rất là dễ thương, rất là ấm áp về cái việc mà cả hai mẹ con cùng đánh vật với những con chữ. Bạn có thể chia sẻ những cái kỷ niệm về những cái tháng ngày này để lại cho bạn nhiều ấn tượng? Có lẽ thì em cũng không thể nào quên được. Cho đến mãi sau này thì em nghĩ là nó, ký ức đó nó vẫn là những cái ký ức đẹp nhất mà nó đồng hành với em. Cho dù là sau này là em bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì những cái kỷ niệm đó nó mãi theo em. Thật sự là từ cái lúc mà mẹ cầm về cái quyển sách tiếng Việt tập 1 đầu tiên á,
em trông cho đến tối lắm, tại vì chỉ có thời gian ban đêm thì mẹ mới rảnh mà kèm em học được thôi. Tại vì sáng, tại vì em ở vùng nông thôn mà, ba mẹ em sáng thì đi làm rất là sớm, đi ra ngoài đồng rất là sớm, thì đến chiều tối mịt mẹ mới về. Đến tối khi mà cơm nước xong thì cũng đã có độ khoảng là 7 giờ rồi. Thì lúc đó thì mẹ với em tranh thủ để mà cùng lấy tập ra để mà học. Những cái trang vở đầu tiên, những cái câu chữ AB nó là những cái trang sách rất là mới lạ đối với em. Em rất là mơ, rất là thích. Mà em thì lại không có được ngồi, lúc đó thì em chưa có ngồi được. Cái bàn học ở nhà thì là trường, giường thì là nơi để học. Và mẹ cũng là cô, em là học trò. Thì cứ như vậy mỗi đêm em phải, em và mẹ cũng phải đánh vật với những cái con chữ. Tại vì sức khỏe của em nó rất là yếu. Chỉ còn em nằm lâu á, tại vì học là em phải nằm úp xuống, phải lót, phải trôi một cái gối để mà em nằm lên, cái ngực của em nó sẽ phải đau với cái gối để mà nó có thể giữ cho thăng bằng đó chị. Có những lúc mệt lắm, hoa mắt nhưng cảm thấy rất là mệt, rất là khó thở, nhưng mà vì mình thích chinh phục được những cái con chữ mà mình chưa biết thì em phải cố gắng, và mẹ cũng biết là em phải đau, phải cố gắng lắm, nhưng mà nào em cũng cảm thấy là em với mẹ vượt qua được những cái cứ ngày này tiếp theo ngày khác, và cứ thế là cuốn sách nó cứ vơi đi. Đến khi mà em đã ráp được 24 chữ cái, đọc ráp bằng thuần thục thì tên của mẹ và cái chữ mẹ, cái tiếng mẹ là em viết đầu tiên trước. Em mừng lắm, lúc đó vui lắm chị. Tôi nghĩ rằng mẹ cũng chính là một cái nguồn động lực giúp cho bạn vượt qua những cái cơn đau đớn về thể xác trong cái quá trình mà gọi là đánh vật với những con chữ, có đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thật sự là những tháng ngày đó là những tháng ngày mà em cứ nghĩ là mình sẽ không thể vượt qua được. Có những lúc đó em buông thuốc và cảm thấy là mình muốn buông xuôi, bởi vì mình không còn có thể tiếp tục được nữa. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của mẹ là em biết được, em đọc được những cái lời động viên trong đó là cố lên con gái. Tuy là mẹ không có nói nhưng mà nhìn ánh mắt đó thì em đọc được những cái điều mà mẹ muốn gửi gắm đến em. Và cứ thế thì em tiếp tục và tiếp tục. Và đến bây giờ thì bạn có thể là một cái cô giáo dạy kèm cho các cái bạn nhỏ ở chung quanh nhà của mình. Mẹ bạn cảm thấy như thế nào khi mà con gái có được cái kết quả ngày hôm nay? Chị biết không, tại vì em muốn là bù đắp lại những cái thiệt thòi, không chỉ bản thân em mà thiệt thòi của cả gia đình em. Cả mẹ em đã phải vất vả để nuôi em, cùng em để vượt qua những cái cơn bệnh, vượt qua tất cả. Thì những cái gì, những cái thành quả hôm nay em làm cũng chỉ muốn một điều là làm cho cha mẹ được vui lòng, nhất là mẹ em phải cảm thấy an ủi hơn. Những gì mà em làm được tuy là nó rất là nhỏ bé nhưng mà em cảm nhận được một điều là đối với mẹ em thì nó vô cùng lớn lao. Mỗi khi mà mẹ gặp bạn bè hay là có dịp nhà có giỗ hay gì đó thì khi mà có đông người thì mẹ lại hay kể về những cái thành tích của em. Những cái lúc mà mẹ kể thì ánh mắt mẹ rất là rạng ngời, nụ cười thì rất là tươi. Điều đó khiến em cảm thấy rằng mình đã làm một điều gì đó có ý nghĩa cho mẹ. Có thể nói là không thể nào đền đáp một cách xứng đáng cái công lao, sự hy sinh và cái tình thương của người mẹ dành cho Thảo. Tuy nhiên nếu có điều ước thì Thảo sẽ ước điều gì ạ? Điều ước này thì em không ước riêng cho mình, mà em muốn ước đặc biệt là nếu như mà có được phép chọn lựa trong kiếp sau thì em vẫn muốn được là con của mẹ. Và em cũng có một thông điệp muốn gửi đến tất cả các bà mẹ trên mọi miền của đất nước, đó là sinh ra một đứa con không lành lặn. Có thể bản thân người phụ nữ rất là đau nhưng hãy mạnh mẽ như mẹ của tôi, rồi một ngày nào đó sẽ may mắn sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta. Chỉ cần có niềm tin, sức mạnh và tình yêu thương thì con người sẽ vượt qua tất cả. Đối với em thì không có người phụ nữ nào tuyệt vời hơn người phụ nữ đã sinh em ra. Mẹ của em chính là người phụ nữ như thế đấy ạ. Tôi rất cảm động vì những cái điều tốt đẹp mà bạn đã dành cho mẹ của mình. Tuy nhiên tôi cũng muốn biết là lời nhắn nhủ của bạn đối với những đứa con có cái hoàn cảnh giống bạn, họ cũng cần phải có một cái tâm thế, một thái độ như thế nào? Dạ, em nghĩ rằng bản thân của những người kém may mắn thì ý chí và niềm tin phải thực
lúc nào cũng phải vững vàng. Bởi vì bạn không chỉ cố gắng cho bản thân bạn, mà bạn còn cố gắng cho những người mà bạn yêu thương, những người mà đã luôn hy sinh thầm lặng để mà giúp đỡ và nâng đỡ tinh thần bạn. Em nghĩ rằng không có kết quả nào tuyệt vời khi khi mà kết quả sống tốt, kết quả mà chúng ta thực hiện được không phải dành riêng cho mẹ, mà dành riêng cho tất cả những ai yêu thương chúng ta, đặc biệt là dành cho những người phụ nữ, họ đã vượt qua tất cả để nuôi nấng mình. Thì em nghĩ đó không có cần phải cái gì đó thật rất là to tát. Thực sự thì mẹ chỉ mong ta cố gắng sống tốt, sống vui vẻ. Đó là sự thành đạt trọn vẹn nhất rồi. Xin cảm ơn Thảo đã dành thời gian tham gia với chương trình. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bạn Quỳnh Thanh Thảo xung quanh vấn đề sống một cuộc đời có ích. Thưa quý vị và các bạn, dù bạn là ai, sống ở đâu, làm công việc gì, thì bạn luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. Câu chuyện sau đây minh chứng cho ý tưởng này. Chuyện kể về một người thợ đá không bằng lòng với chính mình và vị trí của mình trong cuộc sống. Một hôm, anh đi ngang qua nhà của thương gia giàu có. Nhìn qua cánh cửa mở, anh thấy có rất nhiều của cải, tiền bạc và những vị khách quan trọng. Thương gia mới quyền lực làm sao? Anh thợ đá nghĩ thầm. Anh cảm thấy ghen tị, ước mình có thể được như vị thương gia kia, và chán ghét cuộc sống của một người thợ đá. Bỗng đột nhiên, như có phép lạ, anh trở thành một thương gia giàu có, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Anh khinh ghét tất cả những người nghèo khổ hơn anh. Nhưng ngay sau đó, anh gặp một viên quan lớn đi qua. Ông ta được ngồi trên chiếc kiệu sang trọng, nhiều người khiêng. Theo sau là những người lính đánh cồng chiêng hộ tống. Tất cả mọi người, dù giàu có như thế nào, cũng phải cúi lạy khi vị quan đó đi qua. Quan chức mới quyền lực làm sao? Anh ta nghĩ và ước mình có thể trở thành một viên quan cấp cao. Sau đó, anh ta lại trở thành viên quan lớn như ước nguyện, ngồi trên chiếc kiệu nhiều người khiêng. Theo sau là các đoàn người tùy tùng, và ai gặp anh cũng phải cúi chào. Nhưng khổ nỗi, mùa hè năm ấy là mùa hè rất nóng. Anh ta cảm thấy bức bối, khó chịu khi lúc nào cũng phải chui trong chiếc kiệu. Anh ta ngước nhìn mặt trời. Ồ, nó thật kiêu hãnh. Mặt trời đang tỏa những tia sáng tự hào bất chấp sự hiện diện của anh ta. Mặt trời mới quyền lực làm sao? Anh ta nghĩ và ước mình có thể trở thành mặt trời. Muốn của anh ta cũng trở thành sự thật. Anh thợ đá biến thành mặt trời, tỏa thứ ánh nắng dữ dội xuống mọi người, thiêu đốt các cánh đồng và bị những người nông dân nguyền rủa. Nhưng bỗng một đám mây đen lớn bay đến chắn ngang anh ta, khiến cho những tia nắng của anh không thể chiếu xuống trái đất nữa. Những đám mây mới quyền lực làm sao? Anh ta nghĩ và ước mình trở thành một đám mây. Và anh thợ đá trở thành đám mây, trôi bồng bềnh qua các cánh đồng và những ngôi làng. Anh che hết nắng của vạn vật ở phía dưới và bị mọi người la hét. Bỗng anh ta nhận ra rằng mình đang bị đẩy bởi một lực rất lớn. Đó chính là gió. Gió mới quyền lực làm sao? Anh thợ đá thốt lên và lại mong muốn mình trở thành gió. Anh lại biến thành gió, thổi hất tung những viên ngói lợp mái nhà, nhổ bật rễ cây và bị mọi người oán giận. Nhưng chỉ một lúc sau, anh ta thấy mình không thể di chuyển thêm. Có vật gì đó cản không cho anh ta đi tiếp với sức mạnh khủng khiếp, và anh không thể nào chống lại được. Đó là một bức tường đá cao chót vót. Đá mới quyền lực làm sao? Anh thợ đá ước mình là biến thành đá. Sau khi trở thành đá, anh nghĩ anh sẽ có sức mạnh hơn bất cứ thứ nào trên trái đất. Nhưng khi anh vừa đứng đó,
anh nghe thấy tiếng búa và tiếng đục đang gầm vang dưới chân. Anh thấy mình đang dần bị thay đổi. Cái gì có thể mạnh mẽ hơn một hòn đá? Anh ta nhìn xuống dưới và thấy những người thợ đá đang cần mẫn làm việc. Câu chuyện về người thợ đá đã cho chúng ta một bài học về sức mạnh bản thân. Nhiều khi chúng ta không thực sự biết mình đang nắm giữ những sức mạnh tiềm ẩn nào. Và chỉ khi thay đổi, chúng ta mới nhận ra được giá trị của bản thân mình. Hãy học cách khám phá bản thân và trân trọng những gì mình có. Mỗi chúng ta khi được sinh ra đều có ý nghĩa nhất định với cuộc đời. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Ai cũng có giá trị tiềm ẩn do Linh Tâm biên dịch từ tư liệu nước ngoài.